Chào các bác ạ, chúc các bác một kỳ nghỉ lễ vui vẻ nhé. Em là Liễu ở Cao Bằng ạ, em bán một ít lan, mong cô chú anh chị và các bạn mua ủng hộ cho em theo số điện thoại 0989037668. Em sẽ gửi hàng qua bưu điện cho các bác và gửi nhanh cho các bác nhé. Hôm nay em bán một ít em bán một ít lan rừng gồm có phi điệp này, cáo này, với hồng nhạn. Mong cô chú ủng hộ cho em nhé. Đây là những cái em trồng lên từ cái kia ấy. Đây. Em được các anh tặng nên em lấy về ươm ấy, biển nó ra mặt hoa như này. Em bán chậu như thế này nhá. Chậu phi điệp đây gọi là chậu số 1 đi. Em bán chậu này với giá là chậu mở hàng 250.000 thôi nhá. Đây ạ. Nó mập lắm, đang lên rất là nhiều đây. Nó sẽ cho nhiều mặt hoa khác nhau nhá, vì là em trồng từ những kia được tặng ấy. Em cứ trồng xuống như vậy. Đây là chậu số 1 250.000 nhá. Tiếp theo em bán chậu phi điệp số 2. Chậu này cũng bán chậu này bán 300.000 đi. Hoa của nó đây các bác. Bông hoa rất là to ạ. Nó tàn mất rồi các bác ơi. Đây. Hoa cánh thì trắng mà rất là to nhá. Hôm nọ nó bay đẹp lắm nhưng mà bây giờ nó tàn rồi. Bông hoa cực to luôn ý. Đây. Chậu số 2 nhé. Đây ạ. Nó đang mọc rất là nhiều con. Mập lắm. Bông hoa của nó to lắm nhé. Để em ngắt một cái. Em sẽ ngắt một cái bông ở cái chậu này về để so cho các bác xem nhé. Đây. Đây nó to như này. Đấy nó to cực nhè luôn. Tiếp theo em bán chậu phi điệp số 3. Chậu này em bán với giá 150.000 nhá. Hoa của nó đây, nó cũng sắp tàn rồi. Cái bông này nó nở đầu tiên nhất trong vườn. Đây, 150.000 nhá. Thơm lắm, các bác lấy đi treo ở người cũng rất là thích. Tiếp theo em bán chậu phi điệp số 4. Chậu này em bán với giá 300.000 nhá. Đây, nó đang ra nụ đây. Đây. Em trồng từ những cái... Nên là mỗi bông ra một kiểu. Đây. Các bác mua đi sổ cho vui. Bông này thì đã tàn rồi. Bông này thì đang sắp tàn. Đây. Đây. Nó đang mọc nhiều ngọn lắm này. Lên như rau muống luôn. Đây là chậu phi điệp số 5 ạ. Nó đã tàn rồi các bác. Hoa đây ạ. Mắt của nó to lắm. Chậu này em bán với giá 400.000 nhé. Đây bông hoa to như này. Tiếp theo em bán một cái rề. Một cái khúc hồng nhạn em ghép vào gỗ đi như thế này.
Nó đang cho 1, 2, 3, 4, 5. Nó đang cho 5 vòi hoa rồi nhá. Nó đang cho nụ rồi. Các bác mua về chỉ vừa treo và ngắm hoa thôi. Đây ạ. 200 nghìn nhá các bác ơi. 200 nghìn. Em không bao ship nhá. Đây. Rễ nó ra khỏe lắm rồi. Tiếp theo em bán một rễ cáo đang rất là nhiều vòi hoa như thế này. Nó có 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, nó có 7 cây, 8 cây nhá các bác. 8 cây nguyên một rễ rất to. Đang cho rất là nhiều vòi hoa. Như hai cây kia đã cho 5, 6 vòi hoa rồi. Đây cây này 2 vòi nữa. Cây này một vòi nữa. Cái rễ này tầm hơn chục vòi hoa. Đây. Em bán 600 nghìn rễ này nhá các bác. 600 nghìn thôi. Cái khúc gỗ em ghép vào gỗ nhãn rất là nặng. Nên là nếu mà bác nào mua ở gần gửi xe được thì tốt quá. Đây còn một rễ phi điệp nữa. Em thấy hoa của nó đẹp lắm các bác. Đây. Như này gọi là hồng chưa hả các bác? Kiểu như em chỉ tập trung vào kiếm, em cũng không biết phi điệp đâu, nhưng mà thấy hoa nó đẹp lắm đây. Nó tàn rồi, hôm nọ nó đẹp nữa cơ. Đây nó tàn. Em xin kết thúc video ở đây ạ. Em chào các bác nhé.